Ngày 27 tháng 4, 2024, thứ bảy tuần 4 phục sinh, Gioan chương 14, câu 7 đến câu 14. Chúa Giêsu là hình ảnh của Chúa Cha vô hình, Ngài là mặc khải về Chúa Cha. Cũng thế, Kitô hữu là gương soi phản ảnh về Chúa Giêsu. Hãy sống sao để dung mạo Chúa Giêsu nổi hiện qua cuộc sống của người Kitô hữu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến trần gian để mở mắt cho con nhìn vào Chúa mà thấy rõ Chúa Cha trên trời. Thánh ý Chúa Cha vốn nhiệm màu, nhưng Chúa đã dạy cho con biết loài người nhờ Chúa mà an tâm biết cách thờ phượng cho đẹp lòng Cha trên trời. Cứ nhìn vào đời sống của Chúa trên trần gian mà con hiểu được tấm lòng khoan dung của Chúa Cha và sống sao cho đúng phận làm con. Cho con biết sống theo thánh ý Chúa để giúp mọi Chúa được hiện rõ nơi bản thân con. Điều đẹp ý Chúa xin dạy chúng con thực hiện để con trở thành tấm gương tốt, phản ánh trung thực về Chúa. Xin cho chúng con cũng biết tiếp xúc với Chúa để đời con biết trở nên tốt mà đủ sức giới thiệu Chúa cho anh em con. Cho con được gặp Chúa qua thánh lễ, qua kinh nguyện hàng ngày để đời sống con chìm ngập trong ánh sáng của Chúa và chiếu tỏa ánh sáng ấy cho anh em con. Amen.